ngày xưa nó phi qua đây thế nó ngày xưa chỉ mua như thế này mà chỉ con vừa vừa thôi thì không có lâu này chết rồi này gì? Phi qua mà phi qua cái hàng rào luôn chết rồi lấy trẻ con về làm cảnh đấy. Đây, kính thưa các bạn, thì hiện nay mình đang đứng ở trước vườn thú Đại Nam. Ở đây chúng ta sẽ được ngồi xe trung chuyển bằng xe điện từ ở ngoài cổng vào trong đây, khoảng cách khoảng một cây hai cây số gì đó. Cái vườn thú này thì chúng ta không mua vé, tại vì nó gộp với cái vé cổng. Khi các bạn mua vé ở ngoài cổng vào thì nó sẽ được gộp chung với cái vé vườn thú này rồi. Hôm nay là ngày cũng ngày thường nên nó hơi vắng á các bạn. Nếu mà ngày lễ thì rất là đông. Chúng ta chen lớn cũng rất là mệt. Ồ, có xe ngựa nha. Ngựa thiệt nè. Ê, lại đi xa mít. Nó đá một cái là bay bốn phương luôn. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra, đi ra. Thì đi lại đường này đi xe ngựa, không có đi lại nữa. Cho ai nữa. Đây. Đi lưới cái này, cái này. Không cho lên hả? Không lên được, không lên. Ở đây cơ. Nổ tay chưa? Hả? Đây là con gì nè? Đủ thứ loài chim. Dưới nước có cá. Chắc cái điện thoại cho nó rớt cái điện thoại cái đầu luôn. Ở trong đó thì có con gì nè? Ngỗng ngang gì không biết. Cá quá chừng. Đây nè, lại ở đây một bầy cá nè. Đây. Quá chừng luôn, một bầy cá bự luôn rồi. Có thức ăn nữa, có trời hả vậy, lại đó quá chừng á. Mấy con kia trên kia nó ấy hải xuống. Công. Ồ, con cá bự to quá. Đó. Rồi đi thôi. Đi thôi. Ôi dồi ôi, dầu chưa? Con gì đấy? Con gì đấy?
Em ra đây em. Đây là khu vực cưỡi đà điểu. À, ở đây thì các bạn sẽ được tham gia cưỡi đà điểu nha. Rồi mình leo lên con. Từ từ, từ từ. Dính cứng nha. Nhanh lên nè. Nó thấy nó giật mình không? Bước lên con. Rồi đi ra sao đi. Sao? Mấy em mới hốc quá trời cổng sợ. Thế sao không? Sao? Nó mất đi sáng giờ đi. Con thằng mập nó đi quá chừng đi. Anh Chí anh chạy theo không? Con bên nhỏ nó chạy nó té. Đây là gì đây? Khu hả? Đó, hai chú hươu đang hút nhau hả?
đi thôi.
gì không? Không biết con gì, Linh Dương con gì đó. Nó sừng cao chót vót luôn, hai sừng uống. Đây. Trời mưa sao đi được? Mưa lớn rồi, một ngày rất là may mắn. Rấy cá, nói gì con rấy cá. À. Nó lội bụng bụng ở dưới nước. Thấy nó bơi giỏi không? Nhìn mấy con này cứ xù đầu lắm chứ bộ. Giờ bút cá mà bắt nó đến ai? Ờ, đây là ngứa cổ kìa, ngứa cổ gãi kìa Minh. Hả? Nó ngứa cổ nó gãi. Bởi vì mày chơi đâu bắt cá rồi. Nó ngứa. Rồi này mình thả ra này, ao này, ao cá nào nó không còn hết. Nó xuống biển nữa. Thì có ai nào mà mình chụp con này, mặt cuối năm kéo không còn cái gì. Không còn con cá nào luôn. À bắt hẳn con này ăn cá chưa? Siêu bắt cá. Bắt con này nó bắt hết con này. Bắt hết chứ. Bắt được con nào nó không còn hết. Bắt được con nào. Đây cái đến bữa cho anh này, đến ngày cho anh đúng không? Cái này là đến ngày giờ thì anh cứ không thải vô tuyệt vậy. Cảm ơn tụi bạn ăn hết rồi. Ăn quá nhiều quá vô tuyệt vậy rồi. Ủa nó con này kêu sao? Con rấy cá. Con này mua gì đây là? Tên là rấy cá. Nhà của nó kiểu như công 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 chứ gì? À, công bạn ấy đang leo nóc nhà vệ sinh con cái. Mấy đồng chí này không có chỗ ở hay sao lên trên lên lên, lên, lên mái nhà vệ sinh này. Linh Dương hả? Đang há họng ra nè, chờ ai nè. Vui không? Má họng vậy á. Mà đừng hò tay vô nó cắn hết. Đó đó, nó đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Nó đi lại đây rồi. Vui không? Tụi chập phá luôn. Thôi rồi. Thấy nghe không có im nghe biết tưởng ca giả. Nó hay giả chết lắm, giả bộ lắm. Vậy nó có góc màu. Ừ.
sẽ làm hai những cái dãy ghế nghỉ ngơi, một cái sảnh rất là lo để các bạn khách tham quan du lịch đến đây nghỉ ngơi. Ồ, đây con cọp, con hổ. Con hổ hả mẹ? Thấy gì có con hổ chỗ đó thôi chứ có gì đâu. Đó là có con này. Đi vô kia nhiều con lắm. Cái gì đây, con hổ nè. Đâu có con hổ. Thôi đừng có dỗ kìa. Nó giật mình nó có bài ra nói á. Ôi trời, vô giật cậu nó chết. Tính đầu vừa tính đó. Ồ, đây là con không con. Đây mình sẽ quay ra cho các bạn xem. Trước đây thì những cái lòng hổ hay sư tử này thì không có được an toàn và bị một lần sự cố là nó bay ra khỏi và nó như thế nào mình không nhớ cụ thể, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, nên hiện nay thì người ta đã làm rất là kiên cố từ cái tường rào, cái hàng rào một phía bên ngoài cho đến những cái lớp kiến ở phía ngoài đây cho chúng ta tham quan thì cũng rất là xa. Và dưới những cái hàng rào này thì nó có một cái hầm nước cũng khá là rộng và để cho hổ không có đi gần đến những cái hành mà chúng ta tham quan được. Tại loài này là đồ động vật hoang dã, cho dù có thuần hóa thì cũng rất là nguy hiểm. Rồi mưa lớn nữa các bạn ơi.
Rồi, bây giờ mình thiếu một con voi nha. Ở đây thì cũng có con voi. Đồng chí này đang tắm nước hả? Mưa lớn rồi. Làm cái cản này nó không làm ra một chút. Điện á. Không, biết là cái này nè. Nó lặn nước. Cái máy nó làm cho nó dằn. Bạn voi nè, thấy bạn voi kia đang tắm, đang nhìn đắm đuối luôn rồi. Bạn voi nó buồn gì không được tắm. Không được tắm mà còn bị rỡ quầy ra quầy mưa nữa. Trời ơi, trời ơi. Nè coi phun nước lên nè, phun nước lên nè. Nó hút nó phun vô, nó hút nước. Đó. Còn không phun hả? Không nước nó phun. Giờ này tại không khí liền. Cái đầu thấy con còng con dâu. Mưa quá. Ở đây là được biểu diễn hay gì nè chứ, mới làm cái sân khấu chỗ đó. Mấy bạn đà điểu này không có ướt hay là? Bự hơn. Thank you.
Thăng lên mic. Đứng mic ta bị bắt. Đánh bạc. Đây là một cái chỗ mà người để hươu câu cổ, các bạn hay nhìn con hươu rất là cao và người ta làm trên cái hành này cao lắm để chi để vào ngày bình thường đông á, thì người ta sẽ bán thức ăn và chúng ta mua thức ăn thì người ta chúng ta sẽ được đứng tận đây và đưa cho con hươu ăn trực tiếp, nhưng hôm nay là cũng vắng, người ta không có bán hươu. Trời mưa thì các bạn thấy nó đi vào cái nhà hết, nó trú hết. Còn bình thường nó sẽ đi lại đây, chúng ta sờ được rất là cao. Tại mình quay khoảng cách trang khi là gần thì rất là cao. Đây mình sẽ quay xuống. Hiện tại mình đang đứng ở trên một cái giống như một cái lầu, một cái tháp. Đây, ở dưới là có những chú dươi con. Để khi mà hươu người ta đến đây á, hươu đến đây á, thì chúng ta cho ăn được. Sẽ treo một cái gì đó cỏ hay gì nè, nó rất là cao, con hươu nó ăn ha, treo lên cao. Rồi video về vườn thú của mình đến đây là kết thúc rồi, thì mong các bạn thông cảm, hôm nay là một ngày trời mưa rất lớn và mưa dầm, mưa cũng lúc nãy giờ cũng mưa cũng lâu rồi đó, bởi vậy có những cái động vật, những con vật nó nằm ở phía ngoài trời thì mình không có quay được, lý do là có thể cái máy mình nó sẽ bị ướt và mình chỉ quay được các bạn những cái con ở trong nhà và những cái chỗ nào có mái che thì các bạn thông cảm. Thì rất mong là cái video này sẽ giúp cho các bạn biết thêm được ở vườn thú Đại Nam có những cái động vật như thế nào, và những cái em nhỏ mà chưa đi đến đây thì cũng có biết được. Rồi bây giờ mình sẽ đến với khu du lịch biển Đại Nam nha. Rồi mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Mong các bạn giúp mình đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất từ kênh mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến cuối video.